Angela Phương trình diện áo yếm mỏng manh, gây lú ở ngay cặp Tuyết Lê khiến khán giả tái mặt. Angela Phương Trình tiếp tục gây tranh cãi về việc ăn mặc phản cảm trên mạng xã hội. Angela Phương Trình là một trong những mỹ nhân V-Beat vẫn luôn được khán giả săn đón dù không còn tham gia nhiều hoạt động trong làng giải trí. Cô nàng thuộc danh sách các biểu tượng gợi cảm của showbiz với nhan sắc hoàn hảo cùng ba vòng chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, gu mặc của nữ diễn viên sinh năm 1995 thường xuyên là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây, sao phim Mùi Ngò Gai đã đăng tải loạt hình ảnh mới với trang phục áo yếm truyền thống. Song, vòng một của Angela Phương Trinh khiến người nhìn phải đỏ mặt vì trông giống như thiếu nội y. Việc chọn nội y cho áo yếm quả thực là một vấn đề nan giải. Vì trang phục này thường hở lưng nên chuyện lựa chọn áo bên trong cho phù hợp cũng trở thành đề tài khó với người mặc. Trước đây, mỹ nhân phim Mùi Ngò Gai từng nhiều lần làm khán giả phải nóng mặt. Với hình ảnh cùng chiếc áo truyền thống nhưng do lộ quá nhiều da thịt dẫn đến cô nàng nhận về hàng loạt chỉ trích.